Angel Di Maria gia nhập Inter Miami. Thiên thần hợp mệnh tái hợp cùng GOAT Lionel Messi để hủy diệt Bắc Mỹ. Sau Luis Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba, Lionel Messi lại sát cánh cùng người bạn thân chí cốt của mình. Một giải ngân hà gồm hàng loạt các siêu sao kỳ cựu đang được chủ tịch David Beckham tạo ra tại MLS với tham vọng thu hút sự chú ý đổ dồn về bóng đá xứ sở cờ hoa. Sau màu áo đội tuyển quốc gia Argentina và Paris Saint-Germain, giờ đây đôi cánh thiên thần của Angel Di Maria lại sẵn sàng giang rộng để giúp tượng đài Abicilete tiếp tục bay cao ở những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Một viễn cảnh tươi đẹp và đáng chờ đợi đứng trước cơ hội được mở ra với cả hai trong số những ngôi sao hàng đầu của nền bóng đá Argentina. Và chắc chắn rồi, thông tin này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông trên khắp thế giới. Theo nhà báo Leo Paradiso của ESPN, câu lạc bộ Inter Miami và Angel Di Maria vừa thực hiện một bước đi lớn để tiến đến bản hợp đồng chính thức được ký kết. Cụ thể, đội bóng này được cho là đã đạt thỏa thuận với cầu thủ chạy cánh 36 tuổi về vấn đề tài chính của bản hợp đồng. Tuy vậy, trước khi chính thức thuộc về nhau, cả đôi bên vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm để thương vụ có thể hoàn tất. Trong những tuần gần đây, đã có những liên tiếp tin đồn được đưa ra trên các mặt báo về việc Angel Di Maria có mong muốn sát cánh của người đồng đội ăn ý trên tuyển là Lionel Messi tại Inter Miami trước khi cả hai giã từ sự nghiệp thi đấu đầy huy hoàng của mình. Thậm chí một số báo cáo khác còn cho rằng cầu thủ sinh năm 1988 có thể sẽ về quê nhà thi đấu trong thời gian ngắn trước khi chính thức chuyển sang đội bóng của chủ tịch David Beckham vào năm 2025. Thực chất, khi được đặt câu hỏi từ phóng viên trong cuộc họp báo cách đây không lâu về thương vụ chuyển nhượng đưa Angel Di Maria về với đội bóng chủ sân Lockhart, huấn luyện viên Tata Martino, thuyền trưởng hiện tại của Inter Miami, từng phủ nhận thông tin này. Nhưng có vẻ khi thị trường chuyển nhượng bắt đầu mở cửa, sức hút của Angel Di Maria và những gì anh hứa hẹn sẽ có thể đóng góp tại đất Mỹ khi sát cánh cùng người bạn thân trên tuyển Lionel Messi đã khiến quan điểm của huấn luyện viên đội bóng thay đổi. Dù đã bước sang tuổi 36, tuy vậy những màn thể hiện của tuyển thủ Argentina trong mùa giải năm nay vẫn là vô cùng ấn tượng. Mùa hè năm ngoái, thiên thần đã đưa ra quyết định quay trở lại đội bóng Benfica tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Ngay lập tức thì anh cho thấy tuổi tác chưa thể ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng chơi bóng của cầu thủ này. Tuyển thủ Abicilete vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao khi đóng góp tới 17 bàn thắng và 15 kiến tạo trên tất cả các đấu trường dành cho Benfica. Anh cũng gần như ngay lập tức trở thành nhân tố chủ chốt của đội bóng khi vừa cập bến và là đầu tàu góp phần dẫn dắt những người đàn em trong tập thể. Trên những màn thể hiện rất ấn tượng của Angel Di Maria cũng góp phần không nhỏ giúp đội bóng chủ quản của anh cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc tại Liga Portugal, chỉ xếp sau duy nhất Sporting Lisbon thi đấu quá ấn tượng ở mùa giải này. Theo kế hoạch ban đầu thì Angel Di Maria đã vẽ ra lộ trình trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp với việc sẽ dự định chia tay Benfica ngay trong mùa hè năm nay và trở về quê nhà Argentina để chơi cho đội bóng cũ mà anh từng gắn bó trong những ngày đầu chơi bóng, đó là Rosario Central. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thì cựu sao Real hồi cuối tháng 3 vừa rồi đã nhận phải những lời đe dọa đến từ một băng đảng xã hội đen khét tiếng ở quê hương mình về việc sẵn sàng ra tay với mẹ đẻ và chị ruột của Angel Di Maria nếu cầu thủ này tái hợp Rosario Central. Mặc dù đã thông báo sự việc với cảnh sát để có phương án bảo vệ, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người thân của mình, thiên thần 36 tuổi đã thay đổi quyết định hồi hương thi đấu. Trước những lời mời gọi từ đất Mỹ của Inter Miami, nơi đang có bản thân Lionel Messi, Angel Di Maria cũng tỏ ra rất mong muốn sẽ tiếp tục được sát cánh và tạo ra cặp bài chung giống như những gì ở trên đội tuyển. Bài viết đưa tin của ESPN cũng có đoạn Di Maria luôn mong muốn được chơi cùng Messi tại MLS. Đó là lý do khiến cuộc đàm phán diễn ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là thương vụ đã thực hiện xong vì Inter Miami vẫn cần phải chấp nhận với mọi điều khoản. Lúc này, vướng mắc lớn nhất được chỉ ra liên quan đến vấn đề cân bằng tài chính. Theo quy định của MLS, mỗi đội bóng đều tuân thủ các quy tắc về mua sắm cầu thủ hàng đầu và giữ quỹ lương ở mức nhất định nhằm tránh việc tạo ra sự chênh lệch quá lớn, làm mất tính cạnh tranh và sự hấp dẫn ở sân chơi lớn nhất nước Mỹ. Chính vì vậy, dù không thiếu tiền và sẵn sàng móc hầu bao đưa Di Maria về dưới The Herons, nhưng khi mà trong đội hình của Inter Miami đã có sẵn quá nhiều ngôi sao hàng đầu, họ sẽ phải cần thêm thời gian để có những tính toán giúp đáp ứng các yêu cầu về mặt tài chính của câu lạc bộ. Nếu như thương vụ chưa thể hoàn thành trong mùa hè năm nay, nhiều khả năng Angel Di Maria sẽ tiếp tục gắn bó với Benfica đến kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2025 để chính thức được sát cánh bên cạnh bạn thân Lionel Messi. Trong quá khứ thì như chúng ta đã từng biết, Angel Di Maria đã nhiều năm góp mặt trên tuyển và là một trong những trợ thủ đắc lực nhất
giúp Messi có thể thoải mái tỏa sáng trong màu áo Argentina. Cùng với nhau, bộ đôi này đã góp phần đem về quê hương một chức vô địch Copa America, một siêu cúp liên lục địa, Finalissima, và đỉnh cao nhất là chức vô địch FIFA World Cup 2022 trên đất Qatar. Đối với sự nghiệp cấp câu lạc bộ, Angel Di Maria và Lionel Messi cũng từng có một năm thi đấu cho PSG vào mùa giải 2021-2022. Sau đó thiên thần chuyển sang Juventus vào mùa hè năm 2022 và Messi cũng bắt đầu chương mới trên đất Mỹ một năm sau đó. Không chỉ có Lionel Messi là cầu thủ danh tiếng đang chờ đợi Angel Di Maria về với mái nhà của sân vận động Lockhart. Tại đội bóng có trụ sở đặt tại Florida, hiện còn góp mặt rất nhiều danh thủ đẳng cấp hàng đầu từng chơi bóng tại châu Âu. Ở hàng thủ có thể kể ra những người như là Jordi Alba ở vị trí hậu vệ trái hay là Sergio Busquets hiện vẫn đang là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ trụ. Hay ở phía trên hàng công, bên cạnh Messi còn có tiền đạo người Uruguay Luis Suarez. Có thể nói lực lượng mà Inter Miami đang sở hữu đang là top đầu ở thời điểm hiện tại nếu so với các đối thủ tại giải đấu. Thậm chí trong suốt lịch sử phát triển, chưa có bất cứ một câu lạc bộ nào tại MLS có được lực lượng với nhiều cầu thủ đẳng cấp giống như những gì đang xuất hiện trong đội hình của Inter Miami thời điểm này. Nếu như có sự bổ sung thêm của Angel Di Maria, sức mạnh của đoàn quân áo hồng hứa hẹn sẽ còn gia tăng thêm rất nhiều. Vị trí tiền đạo trái của đội bóng hiện nay đang thiếu một cầu thủ sáng tạo và giờ đẳng cấp, nên nhớ rằng Angel Di Maria có thể chơi rất rộng ở hầu hết các vị trí tấn công. Bởi vậy anh hoàn toàn có thể khỏa lấp chất lượng cho vị trí tiền đạo cánh trái mà Inter Miami bỏ trống. Còn nhớ khi mới chuyển sang Bồ Đào Nha chơi bóng, chính cựu cầu thủ của Manchester United đã từng đưa ra lời phát biểu về việc Benfica sẽ là câu lạc bộ châu Âu cuối cùng trong sự nghiệp của đội áo số của anh. Giờ đây ở độ tuổi 36, Angel Di Maria cũng cần tính đến chuyện chặng đường tiếp theo để tận hưởng nốt khoảng thời gian chơi bóng đỉnh cao còn lại. Tuyển thủ Argentina đã để lại một sự nghiệp đầy vinh quang và đáng tự hào khi kinh qua hàng loạt các ông lớn như là Real Madrid, MU, PSG hay là Juventus, giành được hàng loạt danh hiệu cao quý và có được sự công nhận của rất nhiều các cổ động viên. Mùa hè năm nay cũng là đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng trong đoạn kết sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 88. Anh đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế trong áo đội tuyển Argentina sau khi Copa America 2024 khép lại. Cùng với đó, Di Maria cũng đang đứng trước quyết định chuyển đến một câu lạc bộ mới để tận hưởng niềm vui chơi bóng ở độ tuổi U40 của mình. Inter Miami sẵn sàng chờ Angel Di Maria và chiều ngược lại, Angel Di Maria cũng rất sẵn sàng chờ Inter Miami. Những thỏa thuận tài chính trong hợp đồng đều đã hoàn tất. Đó chính là những gì được khẳng định trên khắp các mặt báo viên về thể thao tại Argentina. Có thể nói rằng ngày mà thiên thần hộ mệnh Angel Di Maria đến với Lionel Messi để tiếp tục chinh phục những danh hiệu ở miền đất hứa, có lẽ sẽ không còn quá xa vời. Và còn viễn cảnh nào tuyệt vời hơn cái ngày đôi bạn thân vĩ đại của bóng đá Argentina cùng nhau khép lại sự nghiệp một cách viên mãn trong cùng một màu áo.